để mà gia tăng lợi nhuận cho công việc kinh doanh ờ, các anh chị ơi. À, Hôm nay chúng ta sẽ đi qua ngày kế tiếp hay các anh chị à, Tiếp theo cái phần ngày hôm nay đó chính là theo sự hướng dẫn cho các anh chị những cái cách để mà chúng ta những cái bước để mình có thể gia tăng được tài sản tổng tài sản này nha người thành công á, thì họ luôn uh, chú trọng vào cái tổng tài sản còn những người chưa thành công á thì họ tập trung vào thu nhập từ việc làm. Hai các anh chị, à, nếu như mà chúng ta đi làm, chúng ta kiếm tiền á mà mình chỉ tập trung vào thu nhập từ việc làm thôi á thì nó chưa đủ các anh chị nha, nó chưa đủ để mà cho cuộc sống của các anh chị nó có một cuộc sống tự do về tài chính. À, và chúng ta cần phải tập trung trong cái việc là gì ạ, là xây dựng tổng tài sản. Hai các anh chị ha, thì hôm nay Theo sẽ chia sẻ với các anh chị những cái bước, các bước để mà mình sẽ cùng nhau và xây dựng tổng tài sản cho các anh chị được ạ thì trước đây khi mà mình chưa có biết đến môi trường câu lạc bộ các anh chị ha, thì theo cũng tập trung hoàn toàn vào cái thu nhập từ việc làm thôi có nghĩa là mình thấy cuộc sống của mình về tài chính nó không được thuận lợi nên lúc nào mình cũng suy nghĩ cái cách làm sao để mà mình có thể gia tăng được cái thu nhập từ việc làm của mình ngày nào mình cũng suy nghĩ làm sao để có tiền làm sao để có tiền làm sao để có tiền làm sao để cuộc sống của tôi nó tốt hơn à, lúc nào cũng như vậy thôi các chị lúc nào cũng chỉ hỏi cái câu đó thôi thành ra là <laughs> thành ra là mình cứ đi làm rồi mình lại cứ tập trung kiếm tiền như vậy và cái chất lượng cuộc sống cứ càng ngày mình làm ra tiền sao ạ cái tiền mình nó tăng lên thì thu nhập nó cũng tăng lên chi phí nó cũng tăng lên à, cái thu nhập mình nó tăng lên thì chi phí nó lại tăng lên và mãi cho đến khi mà từ năm 18 tuổi đến năm 25 tuổi thì theo toàn là để đi tập trung vào cái thu nhập Nhập từ việc làm của mình thôi và lúc nào cũng mong muốn có nhiều tiền hơn Các anh chị ha Thì như vậy thì nó không có giúp cho các anh chị đạt được cuộc sống tự do tài chính Mà các anh chị cần phải tập trung là cái việc là gì ạ Đó chính là gì Xây dựng cho mình cái khối tổng tài sản nữa mà Cái việc mình khối tổng tài sản Và hãy gây dựng cho mình cái nguồn thu nhập thụ động Các anh chị ha Các anh chị ghi vô nè Mình cần phải gây dựng cho mình cái nguồn thu nhập thụ động Tại sao mình cần phải xây dựng cho mình cái nguồn thu nhập thụ động các anh chị? À, tại vì à, nếu như mà chúng ta không có xây dựng cho mình cái nguồn thu nhập thụ động á thì mình sẽ phải đi làm suốt cả nhà, mình sẽ phải đi làm suốt đời luôn. Có nghĩa là khi nào mình đi làm thì nó mới có tiền. Đấy, nhưng mà bây giờ là chúng ta đang còn trẻ nè, chúng ta có tư duy, chúng ta có kiến thức, chúng ta có mối quan hệ, chúng ta có năng lực, chúng ta có sức lực, chúng ta có tuổi trẻ thì mình bây giờ mình còn đi làm được mình còn kiếm tiền được nhưng mà năm 10 năm nữa mà các anh chị ha bao nhiêu anh chị ở đây mình đã trên 30 tuổi rồi bao nhiêu anh chị ở đây mình trên 30 tuổi rồi Nghĩa là khi mà mình đã trên 30 tuổi rồi á thì các anh chị phải hiểu rằng là gì làm xíu chưa Ok. À, các anh chị nào đây trên 30 tuổi rồi thì Khi mình trên 30 tuổi rồi các anh chị thì các anh chị hãy nhớ rằng là chừng 5 năm nữa thôi, 10 năm nữa thôi là mình khác ngày hôm nay rất là nhiều. Cái sức khỏe của mình nó đã khác đi rất là nhiều. Cái phong độ của mình nó khác rất là nhiều. Và đặc biệt là những anh chị mà mình không có thói quen chăm sóc sức khỏe chủ động nữa. Thì 5 năm nữa thôi là cái tuổi trẻ các anh chị nó khác rồi. Cái nhiệt huyết của mình nó không còn nữa. Nó không có còn như ngày hôm nay nữa thì lúc đó đâu phải là mình có thể tiếp tục vẫn làm ra tiền đâu các anh chị vì vậy nên là mình cần phải xây dựng cho mình cái nguồn thu nhập thụ động ngay bây giờ ngay khi mà mình còn sức khỏe mình còn trẻ mình còn năng lực mình còn nhiệt huyết thì mình phải học cách tạo ra nguồn thu nhập thụ động để để đến khi mà mình uh, không có còn cái năng lượng nhiều không còn nhiệt huyết nhiều thì mình không còn làm ra nhiều tiền nhưng mà mình vẫn có cái nguồn thu nhập để mà mình trang trải cuộc sống, mình lo cho bản thân, mình lo cho gia đình. Nên nó mới có một cái tư duy đó chính là dạ, tôi cần phải uh, tạo tôi tạo ra cái nguồn thu nhập thụ động uh, để chi trả cho cuộc sống mà tôi mong muốn. được ngay giờ, cái nguồn thu nhập thụ động để chi trả cho cuộc sống mà tôi mong muốn. Ví dụ như là cái thu nhập thụ động của các anh chị đang là năm uh, anh chị uh, đang có chi tiêu khả năng chi tiêu các anh chị cái mức sống của các anh chị mong muốn là 50 triệu một tháng thì các anh chị phải tạo ra cái nguồn thu nhập thụ động nó phải vượt cái mức 50 triệu đấy. Nó vượt ra cái mức 50 triệu là phải là 100 triệu là nhuận một tháng thì các anh chị mới có có dư đúng không ạ? anh chị mới cảm thấy thoải mái đúng không ạ? Yeah. Và có một số anh chị đó, nên là theo phải cho các anh chị tầm nhìn do là các anh chị Tại sao ngày hôm nay các anh chị vẫn chưa có Là bởi vì trước giờ các anh chị không có Cái tầm nhìn đấy Các anh chị không có biết rằng là mình phải cần phải có Và anh chị không có cái ý định đấy Tuy anh chị không có ý định nên là ngày hôm nay cuộc sống các anh chị nó mới vẫn như thế Nó không có sự thay đổi Anh nên rằng là nó có một câu là ý định có trước và chiến lược nó mới có sau Ý định nó phải có trước trong đầu các anh chị Nên là ngày hôm nay theo phải thiết lập lại cái ý định cho các anh chị Đó chính là mình cần phải xây dựng cho mình một cái cấu tổng tài sản Phải có được cái thu nhập thụ động Để mà giờ 5, 10 năm nữa, 20 năm nữa, 50 năm nữa Nếu như chúng ta không có còn năng lực để tạo ra tiền Thì mình vẫn còn có cái nguồn thu nhập thụ động để cho chúng ta trang trải cuộc sống anh chị ha. thì hôm nay theo sẽ hướng dẫn cho anh chị những cái cách thức để mà, mà thực hiện những cái điều này. thì uh, khi mà theo được rất là may mắn gặp được môi trường câu lạc bộ gặp được người thầy của mình uh, một danh nhân chạm theo hóa vàng cũng như là theo được tham gia vào nhóm rèn luyện danh nhân của câu lạc bộ thì theo cũng được uh, được người thầy của mình định hướng cũng như là uh, rèn luyện cho theo thấy được cái tầm nhìn rằng là cái tương lai về tài chính như thế nào thì thêu cũng đã đưa cho mình cái ý định và theo đã xây dựng cho mình một công việc kinh doanh tự động hóa tạo ra được cái thu nhập thụ động để đủ để cho thêu chi trả một cái cuộc sống tự do và bây giờ mình đang muốn hướng tới một cuộc sống thịnh dưỡng về tài chính ha mình đang tự do tài chính mình có hướng tới thịnh vượng về tài chính dạ anh đang là theo tin rằng là với cái kiến thức ngày hôm nay của theo cũng sẽ giúp cho các anh chị rất là nhiều mà để các anh chị có thể biết mình cần phải làm gì mình cần phải thay đổi điều gì để cho cuộc sống của anh chị tốt hơn, dạ, kêu em ạ, đồng ý không các anh chị? Đấy, nên nếu anh chị là mình nghe mà mình thấy hay, mình thấy ý nghĩa thì sao? họ nhớ like, share, chia sẻ, ha, giới thiệu dùng dữ thêm nha, thì bạn bè dùng dữ thêm ha, Ok em ạ, đấy, thì um... ok à, có một cái điều đó chính là gì? À? Để mà các anh chị xây dựng cho mình một cái khối uh, tổng tài sản thì các anh chị phải nhớ cần có bốn bước như sau thứ nhất là mình cần phải gia tăng cái thu nhập của mình lên ha? bước thứ nhất là mình phải gia tăng cái thu nhập bước thứ hai là là mình phải làm gì ạ à, bước thứ nhất trước ha là mình cần phải gia tăng thu nhập bước thứ hai là mình cần phải tiết kiệm mình cần phải để dành để để lại mình phải không được tiêu hết tất cả số tiền mình mình làm ra mà mình phải để lại cái số tiền mình tiết kiệm cho một cái tương lai hy hoàng của mình cái bước số 3 là mình tiết chế những cái nhu cầu tức thời, mình đơn giản hóa cái cuộc sống của mình lại. Và bước thứ tư là cuối cùng đó chính là mình gia tăng những cái tài sản, tạo ra cái nguồn thu nhập thụ động cho mình. Ok các anh chị theo kịp chứ ạ? À? bước thứ nhất ha tại sao chúng ta phải gia tăng thu nhập Bao bà nhìn anh chị ở đây mình năm 10 năm qua mình vẫn cứ đúng một cái mức thu nhập mình làm thôi mình không có tăng cái thu nhập mình lên ạ và cái việc mà chúng ta tăng thu nhập á hãy xem cái việc mà chúng ta tăng thu nhập nó giống như là cái việc mà mình lên lớp Hai các anh chị ngày xưa mình đi học á mình học từ lớp 5, lớp 6, lên lớp 7, lớp tám chín thì bây giờ mình đi làm kiếm tiền á thì mình cũng phải lên lớp nếu như các anh chị vẫn giữ cho mình cái thu nhập Từ bao nhiêu năm nay Vẫn giữ hoài một cái mức thu nhập như thế Thì chứng tỏ rằng là các anh chị Chưa có lên lớp à, Trong cái lĩnh vực mà cái bộ môn khoa học Làm giàu Cái bộ môn khoa học kiếm tiền gì đó Là các anh chị chưa có lên lớp ha Dạ yeah. Thì cái việc mà mình gia tăng thu nhập á, Là cái việc mà mình trưởng thành hơn Khi các anh chị trưởng thành hơn Các anh chị giỏi hơn thì Các anh chị sẽ tạo ra nhiều tiền hơn Dạ yeah. Nên vì vậy nên là chúng ta phải làm cho mình phải gia tăng thu nhập đặc biệt là gia tăng thu nhập mỗi tháng hoặc là mỗi quý hoặc là mỗi năm chúng ta phải gia tăng thu nhập lên được không các anh chị ơi thì, thì anh chị hãy viết xuống là bước một là chúng ta phải học cái cách gia tăng thu nhập lên mỗi tháng mỗi quý và mỗi năm và trước đây thì theo không có biết các anh chị ha theo không có biết là mình cần phải gia tăng thu nhập mình cứ đi mình cứ nghĩ rằng là mình cái mục tiêu á, hồi xưa giờ theo đi học kiếm tiền á cha mẹ của theo dặn là là con hãy đi học kiếm tiền à, kiếm một cái mức thu nhập là 10 triệu một tháng là ngon rồi thì theo cứ lo đi làm đi học rồi làm sao để mình có thể đặt thành kinh doanh bán hàng làm sao để mình hướng tới được thu nhập 10 triệu một tháng là mình nghĩ là mình ngon rồi chứ mình không có biết rằng là ở ngoài kia nhiều người họ làm cái thu nhập cao hơn 100 triệu hay một tỷ lợi nhuận mình không có biết điều đó mình cứ nghĩ rằng là ai mà có thu nhập 10 triệu là cái người đó là giỏi nhất thế gian rồi thì thế là mình cứ đi học đi làm kiếm tiền tích góp làm hết công việc này tới công việc kia mình làm ba bốn công việc cùng một lúc chỉ để là làm sao để mà chạm được cái mức 10 triệu một tháng thôi dạ yeah. nhưng mà sao mà làm hoài nó cũng không có được <laughs> cứ đi làm ví dụ như theo đi làm thuê đi 3 triệu một tháng rồi đi làm đi làm thêm đi làm khuya nữa Ví dụ như làm ban ngày là 8 tiếng rồi, 3 triệu một tháng thì mình sẽ còn cái giờ khuya nữa. Khuya thì mình sẽ tiếp tục mình đi làm tiếp thêm một triệu rưỡi nữa đi. Đấy, hoặc là tăng ca đó. Rồi về nhà mình còn đi dạy kèm nữa. Rồi hoặc là mình bán hàng thêm nữa. Bán thêm được trăm, hai trăm ngàn, ba trăm ngàn gì đó. Rồi gốt gốt vô nó cũng cũng được năm sáu triệu thôi. Nó cũng không lên được 10 triệu nữa. anh chị Đấy, vì vậy nên là gì ạ? À, mục tiêu mục tiêu là gì mục tiêu là chạm tới 10 triệu thôi đâu có nghĩ cao hơn được nhưng mà khi mà gặp môi trường câu lạc bộ thì gặp người thầy của mình đó thì nói chung là khi mà đến với nhóm rèn luyện nhanh nhân của câu lạc bộ gặp các anh chị doanh nhân thành công thì mình mới hiểu rằng là không phải họ luôn có một cái tư duy nó khác các anh chị đó chính là tôi gia tăng thu nhập tôi liên tục gia tăng thu nhập mỗi ngày mỗi năm mỗi tháng có nghĩa là cứ một năm là họ sẽ biến được cái lợi nhuận một năm trước thành lợi nhuận một tháng của cái năm sau, Các anh chị như một cái tốc độ tăng trưởng của họ thấy kinh không ạ à? có nghĩa rằng là ví dụ như là năm 2024 đi là anh chị làm nguyên một năm nó mới dư được một tỷ thôi mà giả sử một tháng mình làm trăm triệu đi năm mình dư được năm mình làm gần tỷ đi thì làm sao phải biến được cái lợi nhuận một năm đó cái cái thu nhập của một năm nó thành lợi nhuận của tháng sau nghĩa là qua năm sau đó, là phải tăng được cái thu nhập lên một tỷ lợi nhuận đấy rồi, rồi biến lợi nhuận một năm hay lợi nhuận một ngày nói chung là phải tăng thu nhập lên các anh ít nhất là gia tăng lợi nhuận gấp đôi và đặc biệt là phải như hiện tại cái level của theo là tăng thu nhập gấp thu động gấp đôi sau mỗi quý hay gì ha cứ sau mỗi quý. Quý, quý có nghĩa là sau mỗi quý một quý là 3 tháng thì sau 3 tháng vậy là mình phải tăng lên một lần đấy. thì đó là cái level của theo ha là level của thêu là cứ sẽ tăng lên sau mỗi quý đó, còn cái level xưa nghĩa là hồi xưa là cái lúc mà mình tăng thu nhập nó còn thấp á, từ 5 triệu lên 100 triệu hay gì đó thì mình sẽ tăng theo mỗi tháng đó mà còn bây giờ thu nhập nó cao rồi thành ra là sau mỗi quý là mình đặt mục tiêu là sau mỗi quý mình sẽ tăng lên gấp đôi một lần à, mà chinh phục được cái điều này nó cũng rất là kinh khủng như thế rồi đó à, sau mỗi quý ha, mục tiêu theo là cứ sau một quý hay là sau 3 tháng mình phải tăng thu nhập lên gấp đôi một lần vậy cứ duy trì đều đều như vậy là là ok là tuyệt vời là là theo sẽ là coi như là cái công việc kinh doanh theo là cực kỳ phát triển luôn ấy và làm được như thế liên tục với là là mình mình yên tâm thôi mình cứ thế mình đi lên thôi ha mình không có phải nên mình phải giữ được cái phong độ như vậy ha dạ yeah. các anh chị nhớ không thế thì các anh chị phải đưa ra cho mình một cái mục tiêu đó chính là tôi cái này là do là anh chị có tầm nhìn có nghĩa là mình phải có tầm nhìn trước ý định có trước chiến lược nó mới đi theo sau nên là bây giờ các anh chị đừng có thắc mắc là làm sao như thế nào khó lắm em mơ acpc hay là gì đó là cứ yên tâm nhé thì đầu tiên là cứ có ý định trước đã, theo đang giúp cho các anh chị có ý định trước ha, đó chính là mình phải liên tục gia tăng được cái thu nhập của mình lên, tại vì sao ạ? À? Tại vì hiện tại nếu như các anh chị đang làm là 5 triệu một tháng, uh, vật giá thì cứ ngày càng càng leo thang đúng không ạ? À? Nếu như chúng ta không có tăng cái thu nhập của mình ý, thì uh, vật giá thì nó leo thang mà thu nhập của chúng ta nó không có leo thang thì tương lai á, mình sẽ bị mình phải rớt vào cái cuộc sống là ngàn căn treo sợi tóc thôi đúng không mà mọi thứ nó đều tăng giá hết thì các anh chị tưởng tượng đi một cái bánh mì đi ngày xưa giả sử như gia đình mình ba, ba người đi mình mình chỉ cần mất là gì ạ à? mình chỉ cần mất 15 lăm nghìn thôi là ba người ăn ba cái bánh mì là coi như có đồ ăn rồi đúng không là coi như là vượt qua một cái bữa ăn là đã tồn tại qua một cái bữa ăn nhưng mà bây giờ thả vật giá nó leo thang một cái bánh mì nó không còn là năm nghìn nữa mà nó lên 20 mươi nghìn yeah. Thì có nghĩa là thay vì á mình chỉ mất 15 000 cho gia đình mình mất bữa ăn sáng thôi. Còn nhưng mà bây giờ là à, lên 20.000 có nghĩa là 60.000 cho một cái bữa ăn sáng như vậy nhưng cái thu nhập của mình thì nó lại không có tăng. Ừ. Cái thu nhập của mình nó cũng không có tăng. Đó và và chưa kể rằng là đâu phải là mình chỉ ăn bánh mì không đúng không? Nó còn là quần áo, rồi điện nước, rồi xăng xe rồi chi phí tất cả hàng tá cái chi phí khác, kể cả là tiền học phí cho con nữa thành ra là các anh chị phải 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 tăng thu nhập mình phải gia tăng được thu nhập mình lên nói chung là bằng một cái cách nào đó mình mình phải có ý định ý định của mình là phải tăng được thu nhập lên các anh chị đó mà thứ hai nữa cái thứ hai nữa đó chính là gì ạ à? nếu mà thu nhập của mình mà nó ít quá nó không đủ mình chi tiêu thì mình sẽ không có thể nào mà mà đầu tư vào những cái tài sản mình không có thể nào mà để dành để để được để mình để, để, dành để để được ví dụ như các anh chị làm ra 10 triệu một tháng đi mỗi tháng mình trích có 10% phần trăm thôi nó có một triệu thôi thì bây giờ mình mình cứ tích 10% phần trăm mình cứ một triệu cứ để 10 tháng nó mới có được 10 triệu thì, thì bây giờ đó mình muốn có nhiều tiền hơn để dành để để cho tương lai của mình á thì mình phải gia tăng thu nhập có nghĩa là thay vì mình làm ra 10 triệu hoài thì mình phải gia tăng lên sao phải được lên 100 triệu ý định của mình phải có là vậy đó mình phải tăng lên được 100 triệu lợi nhuận đi giả sử 100 triệu lợi nhuận mình thiết kế những cái nhu cầu chi tiêu chi tiêu của mình nó tầm 10 đến 20 triệu thôi thì có thể mỗi mỗi tháng giả sử mình dư được 70 triệu đi 70 triệu mình nhân cho 10 tháng là mình có dư 700 triệu nó nhanh hơn có nghĩa là cái số tiền mình tiết kiệm nó nhiều hơn nó được nhiều hơn ở đây là mình phải gia tăng thu nhập ít nhất là gì ạ à? à... nếu như thu nhập các anh chị nó dưới 100 triệu thì ít nhất là gấp đâu mỗi tháng còn trên 100 triệu thì mình phải sâu ba quý hay là sâu 3 tháng là một quý ha hoặc là sau 6 tháng nửa năm phải tăng một lần không thể nào mà để im như thế được đúng không ạ vậy thì làm thế nào để tăng thu nhập ừ, đấy câu hỏi đặt ra ha anh chị ghi nha làm thế nào để gia tăng thu nhập ừ. ok thì để mà mình gia tăng thu nhập á là anh chị muốn thành công trong bất kỳ lĩnh vực nào thì mình cần phải có ba yếu tố chị chưa gia tăng thu nhập nó chỉ là một cuộc chơi kiếm tiền cái gì? cuộc chơi kinh doanh tạo ra dòng tiền nó là cái cuộc chơi đi kiếm tiền ví dụ như các anh chị vô cái cuộc chơi là gì người mẫu thi với nhau vô cái đấu trường người mẫu đi cắt quốc với nhau thì cuộc thi đó là cuộc thi người mẫu đúng không ạ còn nếu như các anh chị vô cái gọi là sân khấu điện ảnh thì nó là cuộc thi về gọi là diễn xuất còn nếu như các anh chị vô cái môi trường của những cái người mà gọi là chăm sóc của bệnh nhân chăm sóc sức khỏe trong điều trị bệnh đó là đó là môi trường của các bác sĩ đó mà đó là gì là là nó nó là gọi là là cuộc chơi về trị bệnh đó nó khác có đây là chúng là, là cuộc chơi đi kinh doanh là cuộc chơi kiếm tiền khác nhau được không ạ vậy thì dù anh chị tham gia bất kỳ cái cuộc chơi nào á thì mình cũng phải có ba cái yếu tố đó chính là gì mình cần phải trang bị tư duy công cụ và kỹ năng anh chị không ạ cần phải có tư duy công cụ và kỹ năng nếu như các anh chị càng có càng nhiều tư duy Càng nhiều cái công cụ hỗ trợ Càng nhiều kỹ năng giúp đỡ các anh chị Thì các anh chị sẽ càng giành chiến thắng nhiều hơn Ok không ạ? thì, thì giả sử như Cùng là cái người đi thi gọi là vô trong gọi là cuộc thi hát đi Nói chung là nói về cái lĩnh vực ca sĩ diễn viên ấy, Thì nó là cái cuộc thi đi thi hát Nhưng mà cuộc chơi về thi hát Ai hát hay hơn đúng không ạ? Thì nếu mà người nào á, được trang bị tư duy kiến thức về âm nhạc nhiều hơn thì người đó gì và được trang bị những cái công cụ hỗ trợ cho cái việc ca hát nhiều hơn và có cái kỹ năng ca hát nó tốt hơn thì cái người đó sẽ gì ạ à? có cái khả năng giành chiến thắng trong cái lĩnh vực ca hát nó giỏi nó nhiều hơn cái người khác anh chị hiểu không đấy rồi nếu như mà các anh chị tham gia cuộc chơi kiếm tiền thì nếu mà anh chị có tư duy tư duy kiến thức kinh tư duy kiến thức gì ạ à? kinh nghiệm những cái kinh nghiệm của những người thành công tư duy kiến thức từ những cái người thành công từ những cái người mà thành công về tài chính đó, chứ không phải là thành công trong âm nhạc nha Để cũng không phải là thành công trong cái việc là là diễn xuất điện ảnh mà là phải là cái trong cái lĩnh vực tài chính là đi kiếm tiền đó đi kinh doanh kiếm tiền tạo ra tiền ấy Để anh chị có đầy đủ những cái tư duy kiến thức đấy càng càng nhiều có nghĩa là nhiều hơn người khác Để thì cái khả năng chiến thắng đó anh chị nó càng cao khả năng anh chị tạo ra dòng tiền nó càng lớn anh chị không ạ à? Và thứ hai đó chính là anh chị trang bị cho mình đủ cái công cụ Mà nhiều cái công cụ hỗ trợ nhiều hơn người khác Thì các anh chị cũng sẽ có khả năng giành chiến thắng nên anh chị khả năng tạo ra dòng tiền Các anh chị nó cần cao hơn Và cái thứ ba là gì Anh chị trang bị cho mình là nhiều kỹ năng Kỹ năng nào mà liên quan tới kiếm tiền nha Chứ những cái kỹ năng mà nó, nó, không có liên quan tới kiếm tiền Thì nó cũng không có được được mà Phải là kỹ năng hỗ trợ anh chị gia tăng dòng tiền Càng nhiều kỹ năng hơn Thì người đó có khả năng gì tạo dòng tiền lớn hơn. Ok em nghe anh chị Vậy thì suy ra Nếu như các anh chị muốn gia tăng thu nhập Thì hãy gia tăng tư duy Công cụ và kỹ năng Tư duy kinh nghiệm kiến thức Công cụ hỗ trợ Để anh chị kiếm tiền Kỹ năng để giúp cho anh chị Xây dựng công việc kinh doanh tốt hơn Làm nó tiền giỏi hơn Thì các anh chị sẽ giữ vững Giữ vững phong độ trên cái hành trình xây dựng cái sự tự do về tài chính trên cái hành trình xây dựng cái tài chính cho mình anh gì đó mà bao nhiêu gì rõ còn mình gì rõ cho em ạ dạ từ và, và và khi mà mới đến môi trường của lòng bộ em theo biết điều này thì hơn 3 năm qua gần 4 năm qua theo chỉ làm đúng một việc thôi đó chính là tập trung gây dựng tích lũy cho mình thật là nhiều tư duy kinh nghiệm kiến thức của người thành công thứ hai đó là gì ạ trang bị cho mình những cái công cụ nào mà giúp cho mình hỗ trợ gia tăng dòng tiền là thư sẽ sở hữu hết thư sẽ học và thư trở hình. coi như là mình mình có tra hình chuyên gia luôn á còn những cái kỹ năng nào mà giúp cho mình gia tăng dòng tiền là thư sẽ học hết học và rèn cho mình hết và nắm ba yếu tố này trong tay nhờ như vậy mà mình mới liên tục tạo ra được dòng tiền liên tục kinh doanh xây dựng công việc kinh doanh thành công các anh chị ha và nếu như bây giờ mà thư phải bắt đầu lại á thì thư cũng không có phải lo lắng Tại vì mình đã có, mình đã hiểu được cái cuộc chơi như thế nào là Mình chỉ cần đúng như thế mà mình làm thôi Hai các anh chị Anh chị rõ chưa ạ Vậy thì uh, tư duy gì, kiến thức gì Giúp cho các anh chị gia tăng lợi nhuận đây Rồi công cụ gì hỗ trợ cho các anh chị gia tăng lợi nhuận đây Kỹ năng gì giúp gì gia tăng lợi nhuận đây Được không ạ Thì nếu như mà các anh chị muốn Mà được uh, môi trường câu lạc bộ hỗ trợ cho các anh chị Một cách trọn vẹn rèn luyện cho các anh chị từ A tới Z hướng dẫn cho các anh chị toàn bộ luôn và dẫn dắt cho các anh chị xây dựng công việc kinh doanh uh, cầm tay chỉ việc cho các anh chị làm uh, tìm ra được cái đam mê sứ mệnh cho các anh chị giúp cho các anh chị nắm bắt được những cái xu thế kinh doanh hàng đầu những cái xu thế mà có dòng tiền đổ vào thì các anh chị cũng có thể là gì ạ uh, sở hữu đăng ký sở hữu một cái nhóm này luyện doanh nhân chạm với hóa vàng thì các anh chị sẽ được trang bị cả ba uh, trang bị đầy đủ cả ba cho các anh chị để các anh chị hãy bắt đầu xây dựng cho mình cái công việc kinh doanh hoặc là gia tăng được cái lợi nhuận của mình lên. được không các anh chị ơi? Đây là một trong những cái con đường nhanh nhất, ngắn nhất và dễ dàng nhất cho các anh chị, bởi vì các anh chị đã có môi trường câu lạc bộ chuẩn bị hết cho các anh chị rồi. Đúng không ạ? Nhớ. Dạ? Còn nếu như ngay bây giờ mà các anh chị chưa có, chưa có gì, à? chưa có, uh, chưa có cơ hội được tham gia vào nhóm này là doanh nhân, thì sẽ có một cách cho các anh chị đó chính là các anh chị hãy tham gia vào buổi dung tối câu lạc bộ vào lúc 20 giờ 30 cho đến 22 giờ. Rồi mà các anh chị sẽ gì à, tập trung tập trung cho cái buổi dung đó để mình rèn luyện thói quen để mà gì để mà à, gia tăng được cái nhiệt kế tài chính các anh chị lên. Trước tiên là phải gia tăng được cái nhiệt kế tài chính của các anh chị lên ha. À, thì đó là giải pháp mình theo hướng dẫn cho các anh chị. Và đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai Bước số 2 các anh chị ha, bước nhất rất là quan trọng nha, gia tăng lợi nhuận cực kỳ quan trọng. Và sau khi mà các anh chị đã gia tăng được lợi nhuận rồi thì các anh chị phải làm bước số 2. Đó là mình phải tiết chế lại, mình phải tiết kiệm tiền các anh chị. Và các anh chị phải tiết kiệm tiền có nghĩa là không được tiêu hết tất cả số tiền mình có. Ví dụ như bây giờ các anh chị bỏ thời gian công sức các anh chị tham gia vào nhóm rèn luyện nhanh nhanh, các anh chị học kinh doanh, các anh chị làm kinh doanh các anh chị bán được đơn hàng đầu tiên, các anh chị có lợi nhuận từ lợi nhuận từ cái đơn hàng đầu tiên. Và anh chị có lợi nhuận từ đơn hàng số 2, đơn hàng số 3, các anh chị tạo ra tiền rồi. Xong đó là các anh chị tiêu hết. Anh chị tiêu hết. Và anh chị phải biết rằng là để mà mình có thể học kinh doanh, mình xây dựng công việc kinh doanh, mình bán được một đơn hàng đó, nó không phải dễ dàng. Nó phải từ cái khâu anh chị phải tìm kiếm khách hàng, mình phải mình phải học cách đàm phán, mình phải có kỹ năng, mình phải rèn luyện rèn dũa rất là nhiều để các anh chị mới có thể là giúp cho một người khách hàng họ đồng ý đúng không mà họ từ một cái người xa lạ mà họ yêu quý mình họ đồng ý họ yêu quý mình họ sẵn sàng và trả tiền để mua sản phẩm dịch vụ của mình đó là một hành trình hành trình bạn trở thành một con người tốt hơn hành trình để rèn giữa bản thân của bạn thì bạn bán được một đơn hàng bạn có được một khoản tiền lợi nhuận cái tiền lợi nhuận đó là nó trả cho cái công sức mà bạn đã chăm sóc để cho bạn chăm sóc một người khách hàng đó đúng không ạ nhưng mà bây giờ bạn đem ra bạn tiêu tiêu hết, <laughs> xài hết, xài hết luôn. đó là đem ra là mua đem tiền thấy tiền lợi nhuận cái bắt đầu mừng quá, bắt đầu mua mua quần áo mua cái nọ mua cái kia mua hết luôn. thế là gì ạ à? mua hết luôn, không có không có để gì gì hết trơn hết, mua để lại gì hết trơn hết. thì thì có phải rằng là anh chị chứ quát không? bây giờ anh chị thấy không à? coi như là cái công sức của mình coi như là nó trả cái tiền mà mình đi mua đồ á là tiền trong túi mình trả cho người khác tiền trong túi mình nó chạy qua túi người khác có nghĩa là công sức mình làm mình phải giúp cho một cái người khách hàng họ chịu mua sản phẩm dịch vụ của mình và mình phải chăm sóc họ nữa đó mà mình phải có trách nhiệm rồi mình còn chăm sóc mình giúp đỡ cho họ có cái kết quả từ cái việc là mua sản phẩm dịch vụ của mình nó là một cái hành trình chăm sóc khách hàng đằng sau nữa và mình phải tất cả mọi thứ mình phải check khe hết điều đó và mình chỉ nhận được một cái khoản lợi nhuận hoa hồng như thế thôi mà mình lại đi tiêu hết anh chị công nhận mà thì coi như có phải là công sức của mình nó nó đổ sông đổ biển không ạ vì vậy nên là không được tiêu hết tất cả số tiền mà làm ra mà mình phải để lại để lại cho tương lai của mình đó chính là mình phải trích ít nhất là 10 cho đến 50 phần mình để lại 10% là dành cho những anh chị mới bắt đầu luyện tập. Còn Càng ngày càng ngày thu nhập của mình nó tốt hơn thì các anh chị phải trích 20 đến 50 thậm chí là 70, 80, 90% trăm khi nào mà anh chị trích được ít nhất là anh chị trích được 50% cái thu nhập của các anh chị trả cho cái quỹ tự do tài chính của mình. Cái quỹ đó là không có để tiêu xài. Quỹ tự do chính là để gia tăng tài sản thôi. Lát em theo sẽ hướng dẫn các anh chị gia tăng tài sản gì. Ok không ạ? thì cái quỹ đó là cái quỹ duy nhất để, để để giúp cho mình giàu lên, giúp cho mình thành công lên nên là không được tiêu hết tất cả số tiền mình làm ra tập từ cái level là 10% trước từ từ mình lên 20% em ví dụ nè giả sử như các anh chị gia đình các anh chị đang chi tiêu 20 triệu một tháng mà bây giờ mình làm ra 20 triệu thì coi như rằng là mình đâu có cái gì để để đâu vậy thì nếu mà mình 20 mình chi tiêu của mình gia đình mình là 20 triệu một tháng thì mình phải làm ra 40 triệu là nhận một tháng thì mình mới trích được 50% phần trăm để mà mình gia tăng tài sản anh chị đó mà mình có cái mục tiêu đó nó là ý định phải có trước đó mà khi mà anh chị có cái ý định đó thì kiểu gì anh chị cũng sẽ tạo ra được cái điều đấy ý định nó có trước chiến lược nó mới tới sau nên là phải có ý định ok mà dạ yes, đó là phần mình phải tiết kiệm và cái quyền mà các anh chị tích góp tiền bạc tích góp tiền bạc cái việc mà ngày nào anh chị cũng tích lũy tiền bạc á, nó có một cái điều rất là hay đó chính là nó sẽ nó sẽ anh chị sẽ tác động đến một cái sức mạnh phi thường bên trong các anh chị và nó có một cái quy luật tập trung tập trung cái gì thì cái đó mở rộng khi các anh chị cứ tập trung tích lũy tiền bạc cho một cái tương lai hy hoàng tài chính của mình thì uh, nó sẽ tỏa ra một cái tần số năng lượng nó thu hút những cái nguồn lực phù hợp để giúp cho các anh chị có nhiều tiền hơn để tích lũy, có nhiều tiền hơn để tích lũy, cứ có nhiều tiền hơn để tích lũy và khi mà cứ quỹ tự do tài chính mà nó ok á, nó nó luôn luôn có tiền á thì những cái quỹ khác của các anh chị nó cũng có tiền thì các anh chị sẽ có tiền để mà uh, chi tiêu và làm những cái việc khác anh chị không ạ. À? Tại vì mình đang tập trung một thứ và cái quỹ tự do tài chính mà nó tăng lên thì tất cả những cái thứ gì nó sẽ tăng lên nên là phải luôn giữ cái thói quen này cho theo không được xài hết tất cả số tiền mình làm ra phải đi dành để để lại cho mình đó chứ các anh chị ơi bây giờ mới đầu tập thì 10% phần trăm thôi từ từ á mình tăng lên 20%, phần trăm ba phần trăm năm phần trăm cho em được không ạ và cho cho đến 90%. phần trăm chín phần trăm ví dụ như là thu nhập các anh chị lúc đó nó gia tăng lên cả tỷ là nhuận rồi thì mỗi tháng mình xài trăm triệu thôi chứ xài chi cho nhiều đúng không ạ à giờ yeah. ok hoặc là thu nhập nói chung là 90% phần trăm là thu nhập chị đã khá cao rồi cực kỳ cao rồi đấy nói chung là cái này là rèn luyện ha nó đô nó giống như là cái đô của mỗi người vậy đó có anh chị đi mình hay đi nhậu nó có cái đô riêng đúng không đấy theo thì theo chăm sóc sức khỏe nó là tốt này theo cũng không có không có hay theo cũng không có đi nhậu thì khác nhưng mà theo thấy anh em rồi mọi người đi nhậu mọi người hay có cái đô đúng không Là đô một lon đô hai lon đỡ thì bây giờ trong cái giới kinh doanh đi kiếm tiền trong những cái người mà họ chuyên gia đi kiếm tiền người ta đam mê trong cái việc họ muốn chiến thắng cho chơi về tài chính đó. thì cái đô kiếm tiền của bạn là bao nhiêu cái đô quản lý tài chính của bạn là ở đâu là, là bạn đang cái đô của bạn là chích 10 phần trăm hay là chất 20 phần trăm hay là chích được 50 phần trăm và quỹ giờ tài chính đô của bạn ở đâu cái đô của các anh chị đang ở đâu đấy cái đô nó đâu là cái sự giàu có nó đâu cái đấy nó quan trọng cái chỗ đó đó các anh chị ha ok đó, và cái bước số 3 đó chính là cái bước mà chúng ta phải tiết chế những nhu cầu tức thời đúng không ạ cái bước số 3 là mình phải tiết chế lại những cái nhu cầu tức thời của mình lại ha đó chính là bao nhiêu anh chị ở đây á, là mình sẽ hay bị dính một cái một cái trường hợp như thế này nè đó chính là anh chị cứ hay mà gọi là bị nhầm lẫn giữa cái những cái thứ mà quan trọng và những cái thứ là những cái thứ mà gọi là quan trọng với là những cái thứ mà mình mình nhu cầu mong muốn, ha. À, các anh chị đang bị nhầm lẫn. Có nghĩa là anh chị hay bị trích tiền mua những cái món đồ, những cái nhu cầu tức thời của các anh chị chứ không phải là những cái thứ anh chị quan trọng cần thiết. Đấy, vậy thì bây giờ mình mình chi tiêu tiền á, là mình chỉ dùng tiền để mua những cái thứ cần thiết thôi chứ không được mua những cái thứ mà nhu cầu tức thời, đúng không ạ? nhu cầu tức thời nghĩa là sao ví dụ như là gia, gia, đình mình đang đang không có cần cái gì hết tự nhiên cái đi ra siêu thị cái thấy sale giảm giá cái là nó có một cái nhu cầu mua sắm tức thời xuất hiện đó chính là mua cái món đó về trong khi gia đình không có cần nhà mà đang đang chưa có cần mình mua về đó mà và cứ mỗi một món như vậy là vài trăm ngàn vài trăm ngàn và anh chị biết không ạ cứ vài trăm ngàn vài trăm ngàn như vậy á nhưng mà nó tạo cho các anh chị một cái thói quen biết là anh chị mua vài trăm ngàn có khi nó không có nhiều nhưng mà nó vô tình tạo cho anh chị một cái thói quen không có tốt ở đây chính là thói quen chi tiêu phung phí tiêu xài không hợp lý và cái cách mà mình xài tiền nhỏ nó cũng là cái cách mà mình sử dụng đồng tiền lớn và nó vô tình nó thiết lập cho mình cái thói quen và anh chị nhớ rằng là thói quen nó quan trọng hơn số tiền nghĩa là có khi mình đang xài cái món đó nó ít tiền thôi nhưng mà cái chi tiêu đó nó không có hợp lý cái chi tiêu đó nó không có đúng không có hợp lý thì nó vô tình tạo thói quen và chính cái thói quen đó nó sẽ làm hao hụt đi tiền của của các anh chị và bất cứ thứ gì mà chúng ta không kiểm soát được thì nó sẽ tuột khỏi tay ta các em ạ à. và ở đây sẵn tiện em cho anh chị một cái tư duy đó chính là gì? Nếu như bạn không quản lý được số tiền nhỏ thì bạn cũng sẽ không bao giờ quản lý được số tiền lớn. Nếu như các anh chị không có khả năng quản lý 10 triệu một tháng, 100 triệu thì bạn sẽ không thể nào làm ra một tỷ lợi nhuận được. Dạ. Rồi tương tự nha. Nếu như các anh chị giả sử như các anh chị làm kinh doanh, vũ trụ cho các anh chị 5 người khách hàng, nhưng nếu mà 5 người khách hàng đó các anh chị không không có chăm sóc không có sức khe được á thì anh chị cũng sẽ không có thêm khách hàng nhiều hơn. Đó hoặc là tương tự cái tư duy đó nha. Nếu như các anh chị uh, xây dựng một cái đội nhóm kinh doanh, cái đội nhóm kinh doanh các anh chị có 5 người thôi mà các anh chị quản lý không được, thì các anh chị cũng không thể nào có thêm người để các anh chị quản lý. Dạ, yeah. anh chị hiểu không ạ? Đó vì vậy nên là cứ đúng tư duy mà chúng ta sống ha đó chính là nếu bất cứ thứ gì mà mình không quản lý được thì mình sẽ không có thêm để quản lý, ok. Tại vì vậy nên là muốn có thêm để quản lý không? thì hãy quản lý tốt những gì mình đang có để mình có thêm để quản lý. Nên là với cái số tiền hiện tại mà các anh chị chi tiêu nó không hợp lý, thì bạn sẽ không có nhiều tiền hơn để mà chi tiêu. mình Với cái số lượng khách hàng hiện tại mà bạn không chăm sóc kỹ lưỡng, bạn không sách khe được thì bạn cũng sẽ không có nhiều khách hàng hơn để mà chăm sóc Và với số lượng đối tác hiện tại bạn không có hợp tác được mà không hòa hợp được thì bạn cũng sẽ không có nhiều ok không ạ vũ trụ sẽ không cho các anh chị dư những cái thứ mà các anh chị nằm ngoài cái cái khả năng kiểm soát của các anh chị ok em okay, các anh chị giờ yeah, vì vậy nên là chúng ta phải học cách kiểm soát những gì mình đang có để mà mình có thêm nha yeah để mình có thêm đấy ví dụ như bạn có một chiếc xe mà bạn không yêu thương nó bạn không chăm sóc nó thì bạn cũng không có xe thêm để mà không có thêm chiếc xe để quản lý kiểu vậy ha gì đó chưa ạ à? vậy thì chúng ta cần phải tiết chế những nhu cầu tức thời trước khi cầm tiền mua bất cứ thứ gì thì phải luôn đặt câu hỏi nói là trước khi cầm tiền mua bất cứ thứ gì phải luôn đặt câu hỏi nữa mà trên luôn đặt câu hỏi các anh chị ha đó chính là gì ạ thứ nhất mua cái món này câu thứ nhất là anh chị ha để giảm được cái khả năng bị phát sinh chi phí và mua sắm lung tung mua những cái món đồ nó không cần thiết nó chỉ là những cái món gọi là nhu cầu tức thời của các anh chị thôi cảm hứng tức thời thôi mua về rồi cũng không có xài cũng không có dùng ấy thì sao để tránh cái trường hợp này thì các anh chị phải đặt những câu hỏi như sau Trước khi mà mình đi mua sắm, mình cầm tiền, mình mua bất cứ gì, mình phải đặt câu hỏi. Thứ nhất, cái món này nó có cần chưa? À, cái món này có cần không? Mình có cần nó không? Mình có thật sự cần chưa? Mình có cần không? Nếu như không cần, thì không có mua. Còn nếu như câu trả lời là dạ, cần, thì mình sẽ hỏi tiếp câu số 2. Đó chính là dạ, Bây giờ mình đã thật sự cần chưa? nghĩa là khi nào cần? khi nào thì mình cần cái món này khi nào cần một tháng nữa cần ok một tháng nữa mua còn nếu mà nó nói là ngay bây giờ cần ha, thì các anh chị hỏi thêm câu số 3 gì đó chính là dạ. khi mình mua cái món đồ này về thì nó có giúp cho mình gia tăng lợi nhuận hay không nó có giúp cho mình gia tăng tài chính hay không nó có giúp cho mình giàu lên hay không nó có giúp cho mình gia tăng tài sản không dạ nếu như câu trả lời là không Cân nhắc lại ha câu, câu trả lời là không thì không mua Câu trả lời là có thì cân nhắc thêm ha Được không ạ à? Thì khi anh chị nhớ nha Cái não bộ của các anh chị Cái não của các anh chị á Nếu như từ hồi xưa giờ các anh chị không rèn luyện cho nó Thì nó sẽ có cái xu hướng rằng là Cái gì nó thấy thích là nó mua thôi Nếu mà không có tiền để mua Nó có thể đi vay thêm nó mua Hoặc là nó đi mượn để nó mua hoặc là ứng lương ra để mua. Các anh chị đó không ạ? À? Ứng lương để để mua luôn đó. Tại vì nó lập trình như vậy rồi. Em ví dụ như một cái người phụ nữ, khi cô ta có 500.000 trong túi đi. Cô ta nhìn thấy cái váy kia đẹp quá. Thì cô ta sẽ nói rằng là trời ơi, cái váy này nó rất là đẹp. Và sắp tới mình có một cái đám cưới. Nên là mình mua cái váy đó mình mặc đi đám cưới là đẹp nhất luôn là là đẹp lắm là mình mình bước vô cái đám cưới đó là là cái cái ở đó nó rất là đông người nên sẽ có nhiều người khen mình và cái cảm xúc mà mà mặc cái váy đó đẹp cái được người ta khen cái nó nó chiếm nó nó sẽ, sẽ, sẽ xóa mờ lý trí cảm xúc nó sẽ hơn lý trí bằng cách là nó nói là mua cái váy đó đi cái váy đó đẹp lắm mà cái váy đó đang sale nữa nên là mua đi mua để mà mình đi đám cưới mình đi đám cưới mình đi tiệc mình đi tiệc là đẹp đẹp người ta khen khen thì mình sẽ uh, mình sẽ làm mình sẽ biết nhiều người hay gì abc đó mà nhưng mà nhưng mà trong nhà đã có cái váy rồi nha đấy nhưng mà cô ấy không có nhớ lúc đó cô ấy không có nhớ rằng là à hiện tại thì thu nhập của mình nó chưa cao mình cần phải tiết chế nhu cầu tức thời mình cần phải để dành để để cho cái tương lai của mình và mình đang có những cái khoản nợ chưa chưa phải thành 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 trả chưa có thành khoản chưa có trả được đó là lý do tại sao những anh chị nào miệng thì kêu ca đang nợ rất nhiều nhưng vẫn đi mua những cái đồ linh tinh lặt vặt. Ok. Nếu ngoài chơi thì hỏi anh chị đúng không? Miệng thì lúc nào cũng kêu ca nợ tiền thiếu tiền nhưng mà lúc nào cũng cầm tiền đi mua bởi vì sao? Bởi vì lúc mà cảm hứng lên cao thì quên đi, quên hết mà quên luôn để quên hết đúng không ạ và chỉ biết rằng làm cái đó nó đang giảm giá thì mình cần mua thôi đó nên là cái não bộ của các anh chị á nó không có được rèn luyện nên là bây giờ chúng ta phải rèn cho nó nhưng mà trước giờ cái não của chúng ta nó quen rồi mà thấy tiền là xài thấy tiền là xài thậm chí là tiền chưa có đem về nhà đang nằm trong túi ông sếp mà mình vẫn xài trước hoặc là mình ứng lương mình xài hoặc là mình mượn tiền mình tiêu trước tất cả mọi thứ đúng không ạ để vì vậy nên chúng ta phải rèn luyện cho não bộ của mình là có tiền mới được mua, có tiền mới được chi tiêu, làm ra tiền mới được xài tiền và cái số tiền mình chi chi tiêu đó, nó chỉ nằm 10% trong số tiền mình làm ra thôi. Làm sao mà cái số tiền mình chi tiêu đó, nó phải bằng 10% trong số tiền mình làm ra thôi. Và mà ví dụ mình làm ra 10 triệu mình mới được tiêu 1 triệu vậy đó. Mình làm ra 100 mình muốn xài 10 triệu mỗi tháng đó, thì mình phải làm ra được 100 triệu. Đấy, thì mình phải lập trình như thế Mình phải rèn cho cái não này để nó hiểu như thế ừ, Vậy thì bây giờ là trước khi mình mua bất cứ thứ gì á Mình phải nhớ Mình phải nhớ Mình phải hỏi bốn câu hỏi đó Thì khi anh chị hỏi bốn câu hỏi đó Thì não các anh chị nó sẽ nhớ lại Nó sẽ bình, nó sẽ có thời gian Lý trí của các anh chị nó sẽ có thời gian Để nó lập trình lại Nhớ lại, mình lập trình lại À là mình đang tiết chế nhu cầu tức thời Mình gia tăng về tài chính được không ạ? À? Và mình nhớ lại rằng là gì? À nếu như mình quản lý tốt cái số tiền mình chi tiêu nó hợp lý thì sao ạ? À? Thì à, thì mình mới mình mới có thể gia tăng được cái lợi nhuận mình lên. Thứ hai nữa rằng là gì ạ? À? Lúc đó cái não các anh chị nó còn thời gian lý trí nó còn thì nó sẽ bắt đầu nghĩ thế à cái quỹ chi tiêu của các anh chị nó đang còn bao nhiêu? Mình chi tiêu dựa theo cái quỹ chi tiêu của mình thôi. Được không các anh chị ơi? Bao nhiêu chị rõ? Còn mấy chị rõ thì mình mà. Ok, đó chính là việc mình phải tiết chế những nhu cầu mà Mình phải sống đơn giản hóa Đơn giản hóa lại có nghĩa là sao Nếu mình muốn mua bất cứ gì Mình muốn xài bất cứ gì Đơn giản hóa em ví dụ nè Ví dụ như rằng là mình làm những cái nghề á mà Em ví dụ nhé Em ví dụ có một số bạn á là mình không có làm kinh doanh gì hết Mình làm cái nghề là không suốt ngày là Coi như mình đi làm thuê cho người ta đúng không ạ Mình đi làm thuê cho người ta Mà nó nói là mỗi tháng đi làm thuê Tiền lương đâu có bao, đâu có bao nhiêu đâu mà nào là sơn móng tay nè đắp reo nè sơn móng tay đắp reo nè đắp móng nè cái nói anh chị là một cái bộ móng như vậy á mỗi lần làm như thế là nó bảy bảy trăm ngàn đến một triệu rồi nào là tiền uh, mi đẹp nè rồi chăm sóc da nè, chăm sóc tóc nè tóc đẹp nè tất cả thứ để tốn chi tiêu nào là nhuộm nè nếu mà các anh chị nhuộm tóc nhuộm màu là mỗi tháng mới đi nhuộm lại một lần nữa phải tốn một khoản chi tiêu nữa Đấy, nên là giờ mình phải đơn giản hóa cái cuộc sống mình lại để nó đừng có phát sinh những cái chi phí thế thì mình mới tích lũy tiền bạc mình mới tích lũy tài sản gia tài được thì nếu như mà mình muốn chi tiêu như thế thì thu nhập mình phải tăng lên Đó, mình phải tăng thu nhập lên mà mình chỉ được xài rồi mình được chi tiêu khoảng chừng là gì ạ à? dưới 50% cái thu nhập mình làm ra thôi hoặc là dưới 10% cái thu nhập mình làm ra thôi. Chứ mình không thể cái kiểu mà mình làm ra 10 cái mình xài hết 10 như thế được. Mình phải đơn giản hóa cuộc sống mình lại các anh chị đó mà. Đơn giản quá nó lại. Đấy, ví dụ như là mình muốn mua cái chiếc xe. Ví dụ như anh chị thu nhập của mình nó không cao mà anh chị mua chiếc xe về. Trước khi anh chị mua ô tô gì anh chị phải hiểu nè. Mua xe là một chuyện mà anh chị nuôi xe nó là một chuyện. Đúng mà anh chị phải cho nó ăn, anh chị phải cho nó tiền bảo hiểm. Ví dụ như ấy là mỗi tháng là phải tốn tiền bảo hiểm cho nó nè, tiền tiền che nắng che mưa cho nó nè, rồi tiền và tiền bảo trì, bảo dưỡng nè, tất cả mọi thứ, tất cả chi phí bảo hiểm cho nó, Tất chung là đồ ăn cho nó nữa, phải mua xăng, mua xe mua nhất cho nó nữa chứ đâu thể nào nó cho cái chạy bằng khô được đúng không? Vậy thì tất cả cái đó gọi là cái chi phí, nhưng À, trước khi mua xe thì rất là cân nhắc có nghĩa là khi nào một cái thu nhập của theo đó, thu nhập thụ động của theo đó, nó phải lên được cái level đó thì mình mới mua chiếc xe đó về tại vì mua nó về là mình phải nuôi nó nữa mình cho nó ăn mỗi ngày mỗi lần chạy xe ra đường là tốn tiền xăng tiền xe tiền uh, phí tất cả thứ rất là nhiều phí phí tất cả nhiều rất là nhiều phí khác nhau thì mình luôn luôn là phải lập trình cái não mình đó, là mình chỉ xài dưới mức 10% cái thu nhập mình làm ra thôi hoặc là dưới 50% nữa lại thôi. Thì cuộc sống các anh chị nó rất là bình yên, đúng mà mình làm tới đâu thì mình xài tới đó. Thu nhập mình nó tăng lên thì mình mới được trích tiền mình chi tiêu. Được không ạ? Nhớ, dạ? anh chị thấy theo tóc đen không ạ? Tóc đen đâu nhuộm màu đâu. Thứ nhất, nhuộm màu á là gì? Là sẽ ảnh hưởng tới sức khỏe da đầu của mình. Nhuộm nhộm nhộm thứ hai nữa là gì là mỗi tháng mình phải tái tái sử dụng với là phải phải nhôm lại nhôm lại đúng không đó là phát sinh chi phí khi mình thấy mấy cái chi phí đó nó không cần thiết đơn giản hóa nó lại ha? thứ hai nữa là này tại sao anh chị thấy theo Lên dâm mà thì không hề mấy cúp không mà mấy cúp tại vì sao thứ nhất mấy cúp tốn thời gian thứ hai nó là gì mấy cúp thì mất chút thì đẹp thì cái nhưng mà thứ nhất là tốn thời gian thứ hai nữa là gì là, là tốn tiền mấy cúp đấy đó là chi phí á cứ mỗi một lần đánh một cái lớp phấn lên là mất một lượng kim một lượng tiền rồi Thì tiết chế cái đó lại không có cần thiết ha chỉ cần là giờ làm sao đến son nhìn trên dễ nhìn thôi với lại là chăm sóc da này đủ đi cho da nó đẹp ok mà đấy ok vậy cho nó lợi tiền tiết chế nhu cầu nói chung là đơn giản quá cuộc sống lại nó đỡ với tốn chi phí các anh chị những cái chi phí không cần thiết Ví dụ như là theo mấy cúp lên mà theo gia tăng được lợi nhuận á, thì được đúng không? Mà theo thấy đâu cần thiết đúng không? Cái chuyện mà dạy cái đánh thêm lớp mấy cúp nó nó cũng nhảy mất tốn thời gian. Nhưng mà cái gọi là cái cái lợi nhuận nó mang về nó không có cao. đúng tại vì các anh chị vô đây học theo anh học tri thức của theo đúng không ạ? Trên chị đâu có học về cái lớp mấy cúp đẹp đâu. Nên là theo thấy rằng là cái gọi là đánh lớp với cúp lên thì thấy vừa tốn thời gian mà vừa gọi là cái hiệu quả mang gì nó không cao thì mình không làm mình không đầu tư do <laughs> mà phải, chi mà đánh lớp với cúp lên cho nó mất nửa tiếng hai tiếng đồng hồ hoặc là một tiếng đồng hồ cho cái vụ mất cúp rồi ha xong rồi phải tốn tiền phấn son các thứ rồi phải tốn chi phí đó nữa nhưng mà đổi lại thì cái hiệu quả nó cũng như nhau tại vì các anh chị đâu có thèm đâu có học từ mấy cái đó đâu anh chị đang học về tri thức của theo mà nên là thôi khỏi nghỉ khỏe ha khỏi đầu tư ha còn quần áo thì sao quần áo thì sao ạ quần áo thì cứ mỗi một tháng á, nếu như mà mình mình sẽ trích quần tiền quần áo của mình á mình sẽ mua dưới năm phần trăm thôi chứ mình không có mua nhiều hơn ừ, mà nếu như tháng đó mình làm mình trích ra năm phần trăm năm phần từ cái thu nhập của cái tháng đó thì mình được mua cái bộ quần áo mới còn không làm ra thì thôi nghỉ khỏe luôn khỏi khỏi mua đúng rồi. và cứ mỗi tháng vậy thì mình nhưng mà chích năm phần mình mua được một hai bộ đồ hiệu vậy đó cái là một năm như vậy là mình có 10 tháng là mình sẽ góp được 10 bộ đồ hiệu thì sau 10 tháng là mình sẽ có 10 cái bộ đồ hiệu trong cái tủ của mình đấy mình không có mua đồ linh tinh không ạ thì cứ giờ mình có ba bộ đồ thì mình mặc ba bộ mình thay phiên nhau mình mặc sau này mình cứ mỗi tháng Còn mình làm ra được tiền thì mình mới trích ra mình mua Mình trích 5% ra mình mua Mua và những mua bộ đồ đó Phải mặc cái bộ đồ đó làm sao mình Phải tạo được tiền Phải gia tăng ra được tiền cho mình Chứ không có mua mua đồ là theo phải nghiên cứu Cái đồ đó làm sao mà nó phải Nó, nó phải bền Thứ hai nó là mình phải mặc trong nhiều Cái dự, cái sự kiện cái thứ ba đó là gì à, mình phải nó phải bền nữa thứ ba là mình sẽ được mặc nó trong nhiều trường hợp chứ bây giờ mua đồ về mặc ở nhà xong rồi đồ đi chơi rồi đi làm nữa thì nó phải nhiều cái chi phí ha thế em nói với chị rằng là, là sao ạ không có phải bạn làm ra tiền là được đâu mà bạn phải học cách tiết chế tiền như thế bạn phải đơn giản hóa cuộc sống bạn lại cho đến khi nào bạn tạo được cái mức thu nhập thụ động đủ lớn nếu bạn muốn tiêu xài nhiều đúng không thì bạn tạo ra thu nhập thụ động đi bạn tạo ra thu nhập thụ động 30 triệu thì bạn được xài 3 triệu. Bạn tạo thu nhập thụ động 300 triệu thì bạn được xài 30 triệu mỗi tháng. Bạn xài thụ động thu nhập thụ động 3 tỷ thì bạn xài được 300 triệu mỗi tháng. Muốn xài nhiều quá thì tạo ra nhiều tiền. Đấy, bây giờ em theo đang hướng dẫn anh chị đơn tập trung tổng tài sản mà đúng không mà gây dựng tổng tài sản cho mình nó phải như thế. Anh chị có, anh chị còn nếu mà anh chị nói rằng là thơ nghe theo kể sẽ thấy sống áp lực thế sống sao mà như vậy thì, sao đúng không đấy rồi sống và thoải mái lên chứ rồi mình phải tự do lên chứ tôi là tôi thích tự do okay. đấy thì em nói cái chị là gì ạ à? tự do cho đã vô đi ha ừ tự do cho đã vô đi rồi đến cái lúc mà gia đình cần tiền họ chả thấy tiền đâu ok không ạ à? đến cái lúc mà cần tiền thì chả thấy tiền đâu nha Ừ uh -huh. rồi cái bước số tư à sau khi mình đơn giản hóa cuộc sống thì bước số tư đó chính là mình phải biết dùng cái số tiền tiết kiệm của mình đó cái số tiền tiết kiệm của mình đó, mình phải biết dùng nó làm sao để gia tăng cái tài sản của mình lên được không ạ à? làm sao gia tăng cái tài sản của mình lên mình phải biết cách đầu tư cho cái công việc kinh doanh tạo ra dòng tiền thì sẽ có những cái thứ tài sản như sau anh chị nhớ giúp em ba cái tài sản rất lớn gọi là ba cái tài sản gốc rễ để giúp cho các anh chị tạo ra tài sản vật chất, được không ạ? Anh chị nhớ nè, vật chất nó chỉ là vật ngoài thân, được không ạ? Những cái tài sản vật chất nó chỉ là vật ngoài thân thôi. Và cái tài sản nội tại của các anh chị đó, nó quan trọng hơn. Cái tài sản nội tại nó mới tạo ra những cái tài sản vật chất. Anh chị rõ không ạ? Ví dụ như tài sản vật chất là bất động sản nè, xe cộ nhà cửa nè, mà phải là cái chiếc xe đó nó phải gia tăng thu nhập cho các anh chị nhà cửa nó phải tạo được thu nhập cho các anh chị tôi gọi là xe của nhà cửa bất động sản nè hoặc là những cái uh, cổ phần cổ phiếu cái gì đó cái gì đó các anh chị nó phải có giá nó phải tạo ra tiền những các anh chị nó phải có giá trị vậy thì như bản thân buổi theo á khi theo đến với môi trường câu lạc bộ thì gặp người thầy của theo á thì cái thứ mà người thầy của theo đã cho theo cho đến ngày hôm nay đó chính là định hướng cho theo biết cách đầu tư vào những tài sản nội tại gia tăng cái tài sản nội tại bên trong của mình lên nhờ như vậy mà sau 4 năm nay theo mới có được cái giá trị nội tại lớn và nếu như bây giờ theo có tách người thầy của theo ra hoặc là theo có rời khỏi môi trường câu lạc bộ hoặc là theo có gì ạ à, theo không có phải uh, phải phụ thuộc vào bất kỳ ai thì vẫn có thể tạo được dòng tiền cho mình dù thời thế nó như thế nào dù xu thế nó làm sao dù cuộc sống nó như thế nào thì mình vẫn có thể làm lại từ đầu được mình vẫn có thể gì sống còn được mình vẫn có thể tồn tại trong mọi tình huống trong mọi trường hợp trong mọi hoàn cảnh cái đó là cái điều mà đắt giá người thầy mới theo đó cho thêm môi trường câu lạc bộ đã cho thêm các anh chị nhớ không ạ các anh chị công nhận không dạ thì cái cái anh chị có muốn biết không anh chị muốn biết không thì chia sẻ luôn cho các anh chị Chính là cái những cái giá trị nội tại này đâu thứ nhất anh chị nhớ theo ba thứ ha thứ nhất chính là gì sức khỏe là vô giá, uh -huh. à, sức, sức khỏe là vô hạn, trí tuệ là vô giá, mối quan hệ là tiền tệ, ok không? Dạ, yeah. dạ. Uh -huh. yeah. Vậy thì làm thế nào để các anh chị sử dụng cái quỹ tự do tài chính của mình để gia tăng những cái tài sản nội tại và chính cái tài sản nội tại các anh chị nó sẽ tạo ra tài sản vật chất. thì thì sẽ hẹn các anh chị trong buổi chia sẻ lần tới ha, ngày hôm sau buổi kế tiếp được không anh giờ, hẹn gặp lại các anh chị vào lúc 19 giờ 30 cho đến 20 giờ 30 các anh chị sẽ được gặp theo được không ạ còn bây giờ sẽ là chương trình tiếp theo của câu lạc bộ các anh chị sẽ được rèn luyện những thói quen thịnh vượng và lát nữa sẽ có người thầy của theo chia sẻ cho các anh chị những cái tư duy công cụ kỹ năng để giúp cho các anh chị gia tăng công việc kinh doanh tốt hơn được không anh trời còn nếu anh chị muốn nghe thêm cái phần chia sẻ của theo thì hãy có mặt sớm hơn vào lúc 19 giờ 30 được không ạ Cảm ơn các anh chị rất là nhiều. Và bây giờ thì uh, xin chào Hẹn gặp lại các anh chị nha. Bây giờ theo sẽ mời ban tổ chức có thể um, uh, tiếp nối cái chương trình kế tiếp của uh, câu lạc bộ cho các anh chị ha. Rồi um, ok, bây giờ thì hẹn gặp lại các anh chị nha. I love you, thank you các anh chị. Các anh chị chuẩn bị nước uống nha. Lát nữa chuẩn bị là MC lên á thì các anh chị nhớ làm theo những cái gì mà em...